phim được thuyết minh bởi Yoyo Television Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Bộ phim Sát Lang Hoa. Tập 17. Chim sư phụ, còn gì căn dặn hay sao? Chú ý an toàn. Ông trời sẽ phù hộ chúng ta, mọi thứ sẽ thuận lợi thôi. Lãnh sự quán Nhật. Này, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Hôm nay khách đông lắm, mau lên. Nào nào, tôi dẫn mọi người đi tham quan. Trưởng quan, ừ. Thấy thế nào? Cô có thích cảnh sắc ở đây không? Thấy chỗ này giống như ở Nhật vậy. Đi. Nào nào. Được, trưởng quan. Trưởng quan, ừ. Mời ngồi. Lát nữa mọi người ngồi ở bàn này chung với tôi. Dân. Nhưng lúc yến tiệc còn chưa bắt đầu, ngắm cho đã đi. Ở đây có rất nhiều đồ cổ của người Trung Quốc. Tôi ra cổng đón người, mọi người cứ xem thoải mái. Dân. Còn một lúc nữa ăn cơm, mấy cậu cũng đi dạo xung quanh đi. Dân. Đào đào, yến tiệc bắt đầu rồi, mang rượu lên trước đi. Bắt đầu lên món, nhanh lên. Dâng. Mau lên, mau lên. Ê,
không biết động não hay sao? Đổ rượu vào ấm này thì tiền biết mấy. Nào nào. Còn lại đừng đổ ra hết, mang đi bỏ trên bếp cho khỏi bị lạnh. Nào nào, khi giúp tôi với. Nào cẩn thận đi. Takahashi, yến tiệc đã bắt đầu rồi, đã bắt đầu mời rượu rồi. Mau lên, như vậy là không lịch sự đâu. Dân. Các vị, tôi đề nghị ly rượu thứ tư này là để cạn vì tướng quân của quân số 11 đang chiến đấu hết mình ở chiến trường. Chúc đế quốc hoàng quân. Lãnh sự tiên sinh. Lãnh sự tiên sinh bị trúng độc. Mùi hạnh nhân là Cyanua. Đồ ăn chưa đụng đến, chắc là không phải do đồ ăn. Trong rượu. Tiểu Ngũ, tôi đi vệ sinh đây. Đi. Đã lười còn lắm chuyện. Tôi biết rồi. Là hắn. Đến nhà bếp. Nhà bếp. Đến nhà bếp đi. Mau. Dừng lại hết. Có ai không ở đây? Nói tôi biết có ai vắng mặt. Kim Trường Hữu, hắn đi vệ sinh rồi.
Ra rồi. Diêm Trường Hữu, đứng lại. Tra ra được gì rồi? Theo lời của hàng xóm, chập tối qua, vợ của Chim Trường Hữu còn ra ngoài đi chợ. Chắc là đến tối, hắn mới dẫn vợ con bỏ trốn. Còn lại thì không có tin gì nữa. Đội trưởng Fujino, chúng ta nên phong tỏa con hẻm này. Tôi sẽ chuẩn bị một bản thảo. Anh hãy cho điện đài Thượng Hải phát toàn thành phố.
là sao chứ? Ngày nào sát lang qua không ra tự thú thì tôi vẫn sẽ phong tỏa con hẻm này, không cho ai ra vào, không cho lương thực đưa vào. Con hẻm này có 21 hộ gia đình, hơn 100 người. Cô có nghĩ đến không? Đó chính là lý do tôi làm như vậy. Tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra đi. Tránh ra, tránh ra, tránh ra đi. Mau, mau, xuống xe. Nhanh nhẹn lên, đừng có lề mề, mau lên. Mau khiêng qua, mau lên. Nghe rõ chưa? Nhanh nhẹn lên. Mau mau, mau chuyển đi. Phía trước có nhiều người Nhật ghê. Vậy sao? Cho bọn tôi qua đó. Không cho bọn tôi qua hay sao? Lùi về sao? Ở đây đã bị phong tỏa. Giết luôn đó. Cho bọn tôi về nhà. Khốn kiếp, khốn kiếp. Mau lùi lại. Mau mau, đi đi. Mau đi, đi đi. Cho bọn tôi về nhà. Mau đi nhanh lên. Cho bọn tôi về nhà. Mau mau, mau lên. Cho bọn tôi về nhà. Mau lên. Mau mau, cho bọn tôi về nhà. Cho bọn tôi về nhà đi. Người Nhật nổ súng rồi. Chạy mau, chạy mau, chạy mau đi. Nào, hôm nay chúng ta phải ăn mừng. Tôi đã đặt phòng ở Hoàng Phố Lâu. Mọi người phải tắm rửa sạch sẽ đi. Tối nay chúng ta phải vui vẻ suốt đêm. Ăn mừng. Đương nhiên, chúng ta đã căng thẳng suốt mấy ngày rồi. Bây giờ khó khăn lắm mới được thoải mái. Đương nhiên phải ăn mừng niềm vui thắng lợi chứ. Chưa phải lúc ăn mừng đâu. Sao vậy? Bây giờ đâu chỉ Thượng Hải biết là sát lang qua, giết người Nhật, đến cả Trùng Khánh và Hồng Kông đều biết chuyện chúng ta làm mà. Vậy mà không phải thành công thì gì mới thành công đây? Diêm Trường Hữu chết rồi. Thôi được, lần này anh ta đi trước một bước, nhưng mà có thể ngày mai sẽ đến lượt tôi. Chính vì sẽ có người chết, cho nên chúng ta phải trân trọng hiện tại, sống thật tốt. Cậu ấy vì chúng ta mà chết. Cậu ấy vốn không cần phải chết. Chị cả, sao chị cứ phải tự bắt chẹt mình như vậy? Dù không phải anh ta thì chúng ta cũng sẽ tìm một người khác để thay. Có phải chết vì chúng ta hay là không thì có gì khác chứ? Hơn nữa, sự tình đã xảy ra rồi, sự hối hận, tưởng nhớ của chị có ý nghĩa gì đây? Nếu như rảnh rỗi đến như vậy thì thà nghĩ tối nay mặc gì, ăn gì còn hơn. Chị không làm được. Cứ nhắm mắt lại là thấy cậu ấy đang hỏi chị. Tại sao là tôi? Tại sao là tôi? Thôi đi. Chị cả, chị là người lý trí nhất trong đám chúng ta. Lần nào cũng nhờ sự lý trí của chị mà mọi người thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng mà lần này làm sao vậy? Rõ ràng là ngày thắng lợi, ai nấy cũng buồn bã hết à? Không phải đâu Bảo Châu, không phải mọi người không vui, chỉ là việc ăn mừng thì không có tâm trạng thôi. Tôi đúng là bị mọi người làm cho phát điên lúc người Nhật đuổi ra bên ngoài. Cậu ấy cố ý dừng lại. Cậu ấy chỉ bảo vệ chúng ta, không để cho người Nhật phát hiện. Khi cậu ấy toàn tâm toàn ý tin tưởng chúng ta, bảo vệ chúng ta, chúng ta là chỉ đang lợi dụng cậu ấy.
dùng vợ con cậu ấy uy hiếp. Chị nói như vậy là sao? Chúng ta không xứng được để tin tưởng. Thành công lần này không phải thành công của Sát Lan Hoa, là thành công của Chim Trường Hữu. Chị cả, chị đang trách em hay sao? Nhưng lần này đúng là chúng ta đã quá đáng. Im đi. Lúc đó ai nấy cũng có mặt, bây giờ lại nói như thế này, không thấy là quá muộn hay sao? Vậy nên chị thấy chúng ta nên tự kiểm điểm bản thân của mình. Sát Lan Hoa rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc chúng ta nên làm sao? Sát Lan Hoa nên là gì thì cứ là như vậy. Không muốn cho ăn mừng thì tùy. Có cần phải nói đến như vậy hay không? Kiểm điểm chứ chả không kiểm điểm, nghiêm trọng quá rồi đó. Đây là điện đài Thượng Hải. Đây là điện đài Thượng Hải. Tiếp theo, xin phép thông cáo đặc biệt của Cục Cảnh sát Thượng Hải. Cục Cảnh sát Thượng Hải, đội hiến binh Nhật cùng thông báo để bắt được kẻ gian thực hiện vụ mưu sát ở lãnh sự quán Nhật Bản sẽ phong tỏa vô thời hạn con đường giao giữa đường Địa Phong và đường Đại Tây. Người dân đi qua đây hãy đi dòng đường khác, tránh xảy ra rắc rối không cần thiết. Đồng thời kêu gọi kẻ cầm đầu đến Cục Cảnh sát tự thú để con đường này sớm được khôi phục bình thường. Xin phát lại lần nữa, Cục Cảnh sát Thượng Hải, đội hiến binh Nhật cùng thông báo để bắt được kẻ gian thực hiện vụ mưu sát ở lãnh sự quán sẽ phong tỏa vô thời hạn con đường giao giữa đường Địa Phong và đường Đại Tây. Người dân đi qua đây hãy đi dòng đường khác, tránh xảy ra rắc rối không cần thiết. Đồng thời kêu gọi kẻ cầm đầu đến Cục Cảnh sát tự thú để con đường này sớm được khôi phục bình thường. Lùi lại đi. Nhà tôi còn con đang bệnh nữa. Lùi lại đi. Mau lên. Lùi lại. Cho qua. Thôi nói nhảm đi. Lùi lại. Mau lên. Nghe rõ chưa? Lùi lại. Không thì sẽ nổ súng đó. Mau lùi lại đi. Lùi lại. Làm sao đây? Bây giờ chúng ta phải làm sao? Không biết nữa. Em không sợ chết. Chị nói xem, bây giờ em mà đi tự thú, họ có gỡ bỏ phong tỏa hay không? Đừng có nói mấy lời ngu ngốc đó nữa. Dù em không sợ chết thì cũng không thể chết ngu ngốc như vậy. Nhưng mà người bên trong phải làm sao đây? Đây là sự uy hiếp ngu xuẩn. Tôi không tin người Nhật dám tiếp tục làm như vậy. Bây giờ phải coi ai bình tĩnh hơn ai, ai chịu được đến phút cuối. Còn nữa, đám người đó không liên quan gì đến chúng ta. Họ dùng những người đó để uy hiếp chúng ta. Chiêu thế này có kẻ ngu mới mắc bẫy. Đường phố đã bị phong tỏa hoàn toàn. Bước tiếp theo nên làm sao đây? Sát Lan Hoa có tự thú hay không? Họ không gốc đâu, không bao giờ tự tìm đường chết vô ích. Tôi hiểu rất rõ dân chúng Trung Quốc. Anh cho họ lợi ích, họ sẽ vui mừng chấp nhận. Nhưng mà nếu anh ảnh hưởng đến lợi ích của họ, dù là anh em thì cũng sẽ trở thành kẻ thù. Sát Lan Hoa là anh hùng trong lòng của họ, nhưng mà không có nghĩa là họ chịu làm mọi chuyện, gánh hết hậu quả thay Sát Lan Hoa. Cứ chờ mà xem. Chỉ cần trong khu vực phong tỏa có người chết đói, Sát Lan Hoa sẽ từ anh hùng trở thành lũ khốn nạn.
dân chúng sẽ hận họ. Nhưng mà danh tiếng của chúng ta cũng sẽ bị mất hết. Từ ngày đầu tiên đến Trung Quốc, danh tiếng đã không hề tồn tại. Dù chúng ta làm thế nào, trong mắt của người Trung Quốc, chúng ta luôn là kẻ xâm lược. Chúng ta cần chiếm lĩnh và chinh phục, chứ không phải là chấp nhận và công nhận. Fujino, anh không nghĩ thế hay sao? Phim được thuyết minh bởi Jojo Television Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tránh ra, tránh ra, lùi lại, tránh ra, lùi lại. Con của mẹ, con của mẹ. Tránh ra, lùi lại, đứa con đáng thương của mẹ. Mau tránh ra. Chúng ta có làm gì đâu, sao lại nhốt chúng ta? Con của mẹ ơi, trả lại con cho tôi. Trả con cho tôi. Con của tôi. Con của tôi. Lùi lại. Cho chúng tôi qua đó. Cho chúng tôi qua đó. Lùi lại. Lùi lại đi. Con của tôi. Lùi lại. Trả lại con cho tôi. Trả lại con cho tôi. Lùi lại. Trả lại con cho tôi. Cho tôi qua đó. Con của tôi. Cho tôi qua. Con của tôi. Lùi lại đi. Con của tôi. Báo đây, báo đây. Tổ chức kháng chiến gây họa đến người vô tội. Dân chúng chất vấn về sát Lăng Hoa. Báo đây, báo đây. Tổ chức kháng chiến gây họa đến người vô tội. Dân chúng chất vấn về sát Lăng Hoa. Bây giờ đã là ngày thứ năm rồi. Đã có người bị khiêng ra là trẻ con. Người đầu tiên không chịu được chính là trẻ con. Tôi biết đây là một cái bẫy.
nhưng mà tôi không nhịn được nữa. Tôi phải đi tự thú. Người Nhật được như ý rồi. Phải, chúng được như ý rồi. Nhưng mà tôi rất rõ, tôi biết bây giờ mình nên làm gì đó. Tôi không thể lạnh lùng tàn nhẫn như cô. Tôi không làm được. Tôi lạnh lùng sao? Được, cô đã quyết định rồi thì tôi không cản. Sau này tôi sẽ giết thêm người Nhật thay cô. Bảo Châu, sao hả? Không thể nói như vậy được hay sao? Tiểu Tuyết đi sớm hơn chúng ta một bước thôi mà. Cô yên tâm đi. Nếu có một ngày người Nhật bị đuổi đi, còn tôi vẫn còn sống, thì tôi sẽ lập tức giết mình, đến Hoàng Tuyền tìm cô. Những món nợ còn sót, tôi sẽ dùng mạng để trả. Trần Xuân Tuyết hiểu được việc tự thú với người Nhật không khác gì tự sát. Nhưng mà cô không thể nhẫn tâm nhìn người vô tội bị liên lụy. Đột nhiên, Trần Xuân Tuyết nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi về phía phong tỏa. Chính là Giang Thu Ninh. Đứng lại, nơi này là cấm địa, không được vào. Đối với trưởng quan của các người, sát lang hoa đến rồi. Không ngờ, chị cả lại đến từ thú. Trần Xuân Tuyết kinh ngạc, cô không dám tin vào mắt mình. Lập tức thông báo cho mọi người. Alo, Tương Muội, là chị. Chị cả. Chị cả đang ở đây. Mau tới đây. Chị hai. Chị hai. Chị hai ơi.
Tòa soạn đúng không? Tôi là Lão Dương. Báo với chủ biên là Sát Lăng Hoa xuất hiện rồi. Bảo Tiểu Lý mang theo máy ảnh tới đây ngay. Đúng đúng, Sát Lăng Hoa xuất hiện rồi. Làm sao đây? Đừng hành sự lỗ mãng, giám sát đám đông, xem thử có gì bất thường hay không. Tránh ra, tránh ra, tránh hết ra đi. Tránh ra, tránh ra đi. Đứng lại, Fujino. Cô biết tôi. Đứng lại. Muốn biết tin tức của Sát Lăng Hoa, tốt nhất là đứng ở bên đó đi. Ý của cô là Sát Lăng Hoa? Phải. Tôi chính là chủ của nhà hàng Thái Hồ, Giang Thu Ninh. Là cô ta kìa. Một cô gái yếu đuối như thế này mà. Đúng đó, có phải không vậy? Đúng là không ngờ. Đúng đó. Là tôi, đầu độc ở lãnh sự quán của các người. Cũng là tôi giết chết Du Tín Nghiệp, thiếu tá Arai, còn cả sếp cũ của các người, Ô Gia. Theo giao hẹn, tôi đã đến tự thú. Anh nên gỡ bỏ phong tỏa, cho người ở bên trong được ra ngoài. Tôi biết nhà hàng Thái Hồ. Tôi cũng biết Giang Thu Ninh. Nhưng làm sao mới chứng minh được cô là người đó? Đừng lãng phí thời gian nữa. Người bên trong đang phải chịu đói, có thể chết đi bất cứ lúc nào. Tôi mặc kệ cô có phải là Sát Lăng Hoa hay không. Đứng lại. Cô đã muốn tự thú thì theo tôi về đội hiến binh. Xin mời. Tôi đến vì những người trong khu phong tỏa, và tôi cũng sẽ không rời khỏi đây. Mọi người đều làm chứng cho tôi. Đúng, nói không sai. Đừng có tiến lại, lùi lại đi. Lùi về, lùi lại, nghe rõ chưa? Lùi lại đi. Lập tức dọn dẹp hiện trường. Lùi lại mau lên. Mau lên, lùi lại. Đừng có chen, lùi lại. Đừng có chen, lùi lại đi. Lùi lại, nghe rõ chưa? Đừng có chen, mau lùi lại, không được chen lấn. Lùi lại, mau lên. Tôi có thể bắt được cô ngay. Vậy anh chỉ có thể có được một Giang Thu Ninh đã chết. Anh không muốn biết bí mật của Sát Lăng Hoa hay sao? Các anh chị em, Giang Thu Ninh tôi chính là Sát Lăng Hoa. Là Sát Lăng Hoa không đội trời chung với đám người xâm lược này. Cô là một tội phạm, nên bị pháp luật trừng trị. Những kẻ xâm lược này sợ Sát Lăng Hoa. Họ giết hại nhân sĩ kháng Nhật, dùng máu của họ để vu cáo cho lòng yêu nước của Sát Lăng Hoa. Chính vì để phản kích lại sự vu cáo của họ, tôi mới hạ độc ở lãnh sự quán cho đám xài lang này và đám hán gian. Người Nhật đúng là đáng chết. Đúng, đáng chết. Giết hay lắm.
Phim được thuyết minh bởi Yoyo Television Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.